Gia đình Cam Cam 1977 Vlog. Wow. Mấy năm mình bánh cơ này nhá. Gia đình Cam Cam hồi ngộ 1977 Vlog. Rất là dễ thương. Mình note là những cái điểm mà để mà thu hút được khán giả thì có những cái điểm là cần nói với các bạn mới là cần làm cho bạn. Đúng rồi. Em thật sự là chỉ nghĩ là mọi người cứ nên là chính mình thôi là được. Cứ cảm thấy làm gì mà mình vui thì mình có cái động lực mình làm. Chứ không thể nào mà mình làm giống một ai khác thì mình sẽ không có động lực mình làm mỗi ngày. Cứ tự tin làm một làm cái điều mà mình thích thì vào đó thì chắc chắn là ai cũng sẽ thành công hết. Nhưng mà khi nhận được giải thưởng này thì nó đánh giá một cái cộng khá quan trọng đến nó là một món quan trọng. Thì nó sẽ áp lực như thế nào đối với những tiếp theo của mình? Thật sự là lúc nào em cũng muốn nó sẽ không phải là một cái áp lực mà nó sẽ là một cái động lực để em tiếp tục em làm video tốt hơn mỗi ngày. Và đó cũng là cái gì mà em muốn mỗi ngày khi mà em lấy camera giống như ngồi xuống edit. Và cảm ơn mọi người. Xin chào các anh chị, là gia đình Cam Cam của mình đó, là ngày hôm nay được một cái giải thưởng rất là vinh dự, thì anh chị chia sẻ cảm xúc của mình như thế nào ạ? Và hy vọng rằng là trong tương lai thì mọi người sẽ ủng hộ gia đình Cam thật là nhiều nhé. Hy vọng là mọi người sẽ luôn luôn bên cạnh chúng mình và rất là cảm ơn mọi người và bên TVS. Các anh chị gửi lời chúc mừng Giáng sinh và năm mới đến khán giả của mình đi ạ. Nhân dịp Giáng sinh thì gia đình Cam muốn gửi lời tới các bạn subscriber cũng như tất cả quý vị khán giả một lời chúc Giáng sinh thật là an lành này, đầm ấm và quây quần bên nhau và có một năm mới thật là may mắn, an khang và thịnh vượng, có sức khỏe thật là nhiều để cùng nhau cùng gia đình Cam nhé. Cảm ơn anh chị ạ.